Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Nina sẽ giới thiệu tới các bạn những sản phẩm trang điểm thiết yếu của Nina. Chỉ là trang điểm thôi nha, còn dưỡng da thì Nina nghĩ mình cần một cái video khác để nói. Nói đùa một tí là nếu như mà Nina phải chọn những gì để đem ra hoang đảo thì đây là những gì mà Nina sẽ chọn, cho nên là tụi nó giống như là gọi là cái surviving kit của mình vậy đó. Những cái em này giống như là bũ bối khi mà Nina đi du lịch. Có một thời gian là Nina đi du lịch rất là nhiều, cho nên là có nhiều bạn hỏi Nina là đem cái gì khi đi du lịch để vừa tiện mà vừa effective để trang điểm nữa. Và đây là cái surviving kit của Nina. Cái túi rất là dễ thương, túi này Nina mới được tặng nè. Nhưng mà anyway, đây là cái túi trang điểm mà Nina đem theo, rất là gọn, và ở trong đây là tất tần tật những gì mà Nina cần. Nhìn vậy thôi chứ không có nhiều đâu. Và cái đặc điểm chung của những sản phẩm này đó chính là chúng nó đều là dạng kem hoặc là dạng lỏng. Thì thật ra chỉ có foundation với lại kem chống nắng là dạng lỏng thôi, còn lại là đều dạng kem hết. Bởi vì chúng ta không nên đem theo dạng bột. Dạng bột rất khó control, và khi mà mình di chuyển nhiều mà chúng nó va đập vào nhau thì sẽ rất là dễ vỡ. Và khi mà nó vỡ mình tiếc, và cái thứ hai là nó rất là messy. Đây là kinh nghiệm của Nina rồi. Vì thế cho nên Nina nghĩ chúng ta ai cũng nên có một cái bộ emergency, và những sản phẩm thiết yếu đều nằm trong đây hết. Thì khi mà các bạn pick sản phẩm thì hãy chọn những sản phẩm dạng lỏng hoặc dạng kem, để khi mà mình đi on the go có thể apply rất nhanh, không cần phải dùng cọ. Trong mấy tháng Nina đi du lịch không có đem cọ theo luôn, bởi vì Nina chỉ có dùng 10 ngón tay để apply. Và đây là cái gương mặt mà Nina cũng vừa làm xong, và Nina sẽ chỉ cho các bạn cách để trang điểm không cần dùng cọ và chỉ dùng những cái sản phẩm gọi là basic thôi. Đầu tiên hết thì chúng ta sẽ cần kem chống nắng và foundation. Nói chung thì hai em này là quá cơ bản rồi đúng không? Kem chống nắng thì các bạn nên mang theo cái loại nào mà có cả kem lót nữa thì nó sẽ tiện hơn. Còn với foundation thì well you know you need it. Đi chơi thì kem chống nắng đóng một vai trò rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ bảo vệ da của mình. Mình sẽ hoạt động ngoài trời rất là nhiều nữa. Sau đó chúng ta sẽ cho một pump foundation thôi. Và mình tán, thường là mình tán foundation càng mỏng càng tốt, và chỉ che chỗ nào cần che. Theo mình thì các bạn nên để lại trong lòng bàn tay một phần nhỏ như vậy, để sau khi mà chúng ta blend xong á, còn chỗ nào cần che thêm khuyết điểm thì mình sẽ cho một lớp mỏng ở trên đó nữa. Các bạn đừng lo là nhìn nó hơi trắng quá so với da cổ hoặc là da tay, bởi vì thường là những cái loại foundation này khoảng 20 phút sau thì nó sẽ bắt đầu tiệp vào da của mình, lúc mới đánh lên thì nó sẽ hơi bị trắng. Sau đó là tới phần tạo khối và nhấn sáng cho khuôn mặt. Thì Nina sử dụng cái palette này bởi vì bạn có thể tạo khối, nhấn sáng và má hồng trong một palette rất là gọn, luôn đem đi đâu cũng dễ hết. Điều thứ hai mà Nina thích ở cái palette này nữa đó chính là kết cấu dạng kem, tất cả đều dạng kem hết. Và chúng ta chỉ cần dùng tay để apply chứ không cần phải dùng cọ. Đối với nhấn sáng thì cái highlight này không có kim tuyến, và cái highlight này là có kim tuyến. Thì thường thì buổi sáng mình đi chơi thì mình chỉ cần cái này thôi. Nhưng ví dụ như đi có cái dịp gì đó mà đi tiệc tối thì chúng ta sẽ dùng cái này. Hoặc là nếu tùy các bạn, mình chỉ cần dùng hit của tay của mình, lấy một ít và apply dọc sống mũi. Mình control được bởi vì mình blend bằng tay á, ở dưới mắt. Với gò má thì mình sẽ dùng cái có kim tuyến. Ở trên môi. Kìa cằm. Apply má hồng cũng dễ nè. Má hồng dạng kem nhìn rất là cute. Mình làm highlight và đánh má hồng xong thì chúng ta mới dùng tay của mình để đánh khối. Như các bạn thấy ở đây, cái màu khối là cái màu đậm nhất.
Các bạn thấy là mặt của mình ngay lập tức nó đã có definition hơn. Và món tiếp theo mà Nina sẽ đem theo đó chính là chì chân mày. Quá đơn giản. Nina không có thích dùng bột, nhất là khi đi xa, bởi vì khi mà nó vỡ ra thì rất là tung tóe. Thường thì khi mà đi du lịch, Nina sẽ đem những cái dạng màu mắt kem hơn là những cái dạng màu mắt phấn giống như vậy nè. Cái này là Nina mua của Maybelline. Rất thích cái này bởi vì độ bám rất lâu, đi chơi cả ngày cũng không sao hết. Thường thì mình chỉ đem một màu hồng theo thôi, bởi vì mình đi chơi thì mình cũng hay gấp gáp á, và chỉ cần một màu cho nó sáng cái bầu mắt của mình lên là đủ rồi. Cùng là kẹp mi và chút mascara thôi. Cuối cùng trong cái survival kit thì chúng ta sẽ cần một ống son. Kinh nghiệm của Nina là chúng ta nên đem một màu son đậm một chút thay vì là một màu son hơi nhạt, bởi vì khi mà ban ngày mình đi chơi hoặc là mình chỉ đi chơi bình thường thôi thì mình có thể chấm nhẹ để tạo cái hiệu ứng stain á. Nhưng mà nhỡ đâu trong dịp đi chơi thì mình được mời tới một cái buổi tiệc tối nào đó thì mình có thể glam up instantly bằng cách đánh đậm đậm hơn. Đúng không? Vậy là xong rồi đó, nãy giờ Nina trang điểm với những cái sản phẩm hết sức cơ bản và Nina nghĩ là chúng nó rất là tiện để mình xách đi du lịch hoặc là khi mà chúng ta di chuyển nhiều. Don't be late, my dear. Life won't wait, my dear. Anyway, chúc các bạn luôn luôn rạng rỡ và luôn luôn xinh đẹp on the go. Don't